Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Vẫn là mình Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc là Instagram. Hoặc các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Rồi, trải bài của ngày hôm nay. À quên mất, các bạn có thể đặt lịch xem bài tarot riêng này, lá số chiêm tinh cá nhân hoặc là học tarot 1-1 với mình nhá. Rồi, đầy đủ dịch vụ là như thế. Rồi, đến trải bài của ngày hôm nay thì hôm nay mình làm trải bài về vấn đề là bạn đã thay đổi như thế nào so với quá khứ. Thì trong cái trải bài này á, sẽ đầu tiên là nói về cái sự thay đổi của bạn, rồi cho bạn biết cái thay đổi này là tốt hay là xấu, và lời khuyên dành cho bạn trong tương lai là bạn cần phải thay đổi thêm điều gì hay là bạn nên giữ điều gì không cần thay đổi nữa nhá. Và lời khuyên dành cho bạn thì hôm nay mình sử dụng 3 bộ bài Oracle ngôn ngữ mặt trăng này, 2 bộ tarot là bộ đầu lâu với cả bộ này là bộ lấp lánh. Đấy, hôm nay mình sử dụng 3 bộ. Mình đang đặt bộ Oracle mới về rồi, không biết là khi nào hàng về. Thỉnh thoảng nó về sớm và thỉnh thoảng nó về muộn. Và đồ vật để chọn tụ ngày hôm nay, đồ vật đầu tiên là cái này, là cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái mark đi, cái mark khi bạn mua đồ. Đây, cái mark của BT21. Đồ vật để chọn tụ thứ hai đấy là băng keo, băng dính. Hình này là hình biển hay sao á? Biển rồi cát. Đấy, cát màu hồng nhưng biển màu xanh. Và cái này là giấy nhớ. Giấy nhớ. Hình này là hình hoa anh đào màu xanh da trời. Đấy, nói chung là đồ vật để chọn tụ nhá. Để chọn tụ thì các bạn đầu tiên là hít thở sâu. Hãy sử dụng trực giác để chọn tụ, không sử dụng không chọn đồ vật mà bạn cảm thấy yêu thích, mà hãy chọn vì trực giác, vì bạn cảm thấy là bị thu hút bởi nó, có tò mò về nó, muốn nghe thông điệp của cái tụ đấy nhá. Thì đầu tiên là các bạn hãy nhắm mắt vào và hít thở sâu 3 lần. Trong quá trình hít thở sâu, cố gắng không nghĩ linh tinh, được chưa? Không nghĩ bậy bạ gì, không nghĩ về crush, không nghĩ về oppa nào cả. Đấy, nếu có nghĩ thì trước khi hít thở bạn chỉ nghĩ về câu hỏi thôi. Bạn tự nhẩm hỏi bản thân là mình đã thay đổi như thế nào trong quá khứ. Đấy, sau nhắm mắt vào hít thở sâu 3 lần. Sau 3 lần hít thở, mở mắt ra và hãy chọn lấy tụ mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Và hoàn toàn có thể chọn từ 2 tụ trở lên, thậm chí là cả 3 tụ nếu bạn cảm thấy muốn lắng nghe thông điệp của cả 3, bạn cảm thấy bị thu hút bởi cả 3 cái món đồ này. Mình nhắc lại nhé, tụ 1 này, tụ 2 và tụ 3 cho câu hỏi là bạn đã thay đổi như thế nào trong quá khứ, điều thay đổi này là tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực. Lời khuyên dành cho bạn trong tương lai, bạn cần thay đổi thêm điều gì và giữ lại điều gì. Rồi, sau khi các bạn chọn xong, mình xin phép được vào tụ 1 nha. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn cái này gọi là cái mark. Mark khi bạn mua đồ, khi mua quần áo á. Mark của BT21, mình sẽ để đồ vật chọn tụ các bạn ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng xem nào, bộ nào trước rồi nhỉ? Được rồi, đầu lâu đi, mình sẽ rút 2 lá bài tarot. Mỗi bộ mình sẽ rút 2 lá. Bạn đã thay đổi như thế nào so với quá khứ? Điều thay đổi này là tốt hay là xấu? Và trong tương lai bạn cần phải làm gì? Wow, chúng ta có là Devil, con quỷ, quỷ dữ. Có một cái sự thay đổi mà nó mang tính thiên thần và ác quỷ ở đây. Và nữ hoàng gậy. Ái chà. Việc đầu tiên nhá, cái năng lượng đầu tiên, một cái thứ mà đập vào mắt mình, đó là 2 lá bài này đều mang năng lượng của lửa rất là nhiều. Hỏa. Có thể trước đây bạn là cái kiểu hơi thiên về hành động hay là bốc đồng, kiểu sồn sồn ấy, kiểu con người của hành động, nhưng mà lại hành động theo kiểu trẻ trâu đi. Hành động theo cái kiểu nó hơi vồn vã.
và dễ bị ảnh hưởng. Dễ bị ảnh hưởng, dễ bị lôi kéo, dễ bị dụ. Thì bây giờ mình thấy bạn đã chín chắn hơn rồi. Đấy, cảm giác như là cái năng lượng của bạn nó di chuyển, nó thay đổi từ Devil chuyển thành nữ hoàng gậy, từ một cái con quỷ đi chuyển thành một nữ hoàng. Đấy, một nữ hoàng. Bây cũng hai năng lượng này đều là mang năng lượng, hai cái lá này đều mang năng lượng của lửa, của hành động, của nhiệt huyết, nhưng một bên là cái kiểu bốc đồng rồi, sẵn bốc đồng theo kiểu là sẵn sàng lao vào đánh nhau á, sẵn sàng lao vào chửi nhau, đánh nhau, giết người. Một một kiểu là cái hành động nhưng mà nó hành động tiêu cực, và một cái kiểu là bây giờ bạn vẫn mang trong mình cái lửa, cái nhiệt đấy, nhưng mà bạn biết cách sử dụng, bạn sử dụng cái lửa của mình cho những cái vấn đề tốt đẹp hơn, để bạn tập thể dục chẳng hạn, bạn sử dụng cái nhiệt đó để theo đuổi đam mê, theo đuổi nhiệt huyết của bản thân, hoặc là đi giúp đỡ người khác. Cùng là lửa nhưng mình thấy là bạn đã có cái sự điều chỉnh, biết cách điều chỉnh cái lửa của bạn, cái nhiệt huyết của bạn, từ việc là sử dụng nhiệt huyết để ví dụ như thế này là giả sử bạn là cái người giỏi ăn nói nhá. Đấy, dạo gần đây chúng ta đang nổi tiếng mấy cái vụ anti-fan đúng không? Đấy, có thể trước đây bạn sử dụng cái nhiệt của bạn để lên mạng bạn chửi nhau, bạn chửi người nổi tiếng, thì bây giờ bạn sử dụng cái nhiệt và cái khả năng ăn nói của bạn để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Đấy, bạn dùng nó để thuyết trình, hoặc bạn dùng nó để làm một blogger. Đấy, nghĩa là cái năng lượng, cái lửa, cái nhiệt thì nó vẫn còn nhưng được sử dụng trong một cái mục đích khác. Trước hết đây là thay đổi tích cực nhá. Wow, lại có vua gậy này, trời ơi nhiều nhiệt quá các bạn này. Tám kiếm, vua gậy và tám kiếm. Ok, chắc chắn bạn là một cái người đúng kiểu nhiều nhiệt này, nhiệt này, nhiều lửa này, nhiệt huyết, đam mê này, và có khả năng lãnh đạo. Bạn có khả năng lãnh đạo, ở bạn có cái gì đấy khiến cho người khác muốn đi theo, muốn lắng nghe, muốn kể cả khi bạn không cố tỏ ra mình là một người lãnh đạo, bạn không cố tỏ ra là theo đuổi tôi đi, à không phải theo đuổi tôi, follow tôi đi, đi theo tôi đi, trở thành cấp dưới của tôi đi, mọi người vẫn muốn lắng nghe bạn, mọi người vẫn tự động bị hút bởi bạn. Đúng rồi, mình thấy đây là một cái năng lượng, đây là sư tử. Sư tử, năng lượng của sư tử, mình không nói bạn là cung sư tử nhá, mình cảm nhận được cái năng lượng này thôi. Nghĩa là bạn là một cái người có thể có biết biết cách thể hiện bản thân một cách sáng tạo, biết cách ăn nói sao cho sáng tạo, mà mọi người nghe bạn nói xong mọi người muốn nghe nữa, mọi người muốn đi theo bạn, muốn biết thêm về bạn. Đây là cái kiểu lãnh đạo, nhưng mà lãnh đạo bẩm sinh đi. Ừ, bẩm sinh. Đấy, có năng lực lãnh đạo bẩm sinh. Mọi người tự tự follow, tự đi theo. Thật ra thì có một cái thông điệp này có thể nó không liên quan lắm đến cái trải bài đấy, là bạn đã thay đổi như thế nào. Nhưng mình chỉ thấy á, từ đầu đến cuối nhá, không biết có phải vì cái năng lực lãnh đạo của bạn hay không, mà từ đầu đến cuối á, bạn là một người cô đơn. Không biết bạn có tự nhận điều đấy ở bản thân hay không, nhưng với cái lá tám kiếm này hiện lên và năng lượng của mấy cái lá này nữa, mình thấy bạn là người cô đơn. Có thể là vì cái con đường bạn đang đi, cái con đường bạn quyết định lựa chọn, nó là một con đường không ai đi cùng bạn cả. Đấy, bạn chọn một cái công việc hay nghề nghiệp gì đó mà bạn biết là sẽ không có ai, mọi người muốn, mọi người cũng không thể đi cùng bạn được. Có thể cái công việc, cái đam mê, cái nghề nghiệp đấy nó quá khác người. Về cái thứ hai ý, là như mình bảo là mình cảm nhận được năng lượng của các bạn tụ một là năng lượng của sư tử đúng không? Mà các bạn biết trong chiêm tinh thì sư tử được cai quản về hành tinh gì? Cai quản về mặt trời. Mặt trời thì như thế nào? Nó sáng, nó rực rỡ. Mặt trời là cái hành tinh mà nhờ có nó mới có sự sống trên trái đất. Sự sống của con người, của động vật, của thực vật đúng không? Nhưng nhá, chúng ta chỉ có thể
Nhìn nên nhìn mặt trời, thật ra không nên nhìn mặt trời, nhìn mặt trời là đau mắt. Nhưng mà chúng ta có được cái sự sống đó là bởi vì chúng ta ở một cái khoảng cách nhất định với mặt trời. Còn nếu mà bạn đến gần mặt trời thì bạn sẽ bị nó thiêu rụi và đốt cháy. Tức là nếu mà người ta ngắm nhìn bạn từ xa, người ta trở thành fan của bạn, người ta theo dõi bạn từ xa thì không vấn đề gì, người ta thấy bạn tỏa sáng. Nhưng những cái mối quan hệ ở xung quanh bạn sẽ bị thiêu rụi và đốt cháy bởi ánh sáng của bạn. Bạn không cố ý làm tổn thương họ, bạn không cố ý làm tổn thương mọi người, nhưng mà có thể mọi người tự động tránh xa vì mọi người cảm thấy cái khí chất của bạn nó nóng quá, nó đang thiêu rụi họ. Và cũng có thể là do cái hành động ngu dốt của bạn trong quá khứ, hành động trẻ trâu đây này, đấy, là đánh mất một số người bạn đích thực. Nhưng mà có thể không vì lý do này thì vì lý do kia, bạn là một người cô độc. Đây là cái kiểu người nhá. Có rất nhiều fan hâm mộ, có rất nhiều người ngưỡng mộ bạn, nhưng kỳ thực bạn không có bạn bè, kỳ thực bạn là người cô độc. Thì đó chính là cái điều mà bạn đã thay đổi so với quá khứ. Bạn vẫn giữ được cái nhiệt, nhưng bạn sử dụng cái nhiệt đó cho một điều gì đó có ích hơn cho bản thân mình, hoặc là cho người khác, hoặc là bạn gọi là giống như kiểu bạn là người phát ra lửa đi. Trước đây bạn không biết cách sử dụng, giống như cho trẻ con nó cầm, nó nghịch bật lửa ấy, thì nó dùng để nó đốt nhà chẳng hạn. Đấy, trước đây bạn là kiểu như thế, nhưng bây giờ bạn sử dụng, bạn biết cách điều chỉnh ngọn lửa của mình, bạn sử dụng nó để sưởi ấm trái tim mọi người. Đấy. Nhưng tuy nhiên lại gần lửa quá thì vẫn bị cháy mà. Thế nên là không ai lại gần bạn được quá gần và quá lâu. Thì đấy là chỉ là cái tính cách, nó giống như là cái tác dụng phụ đi kèm thôi. Đấy. Rồi lời khuyên dành cho bạn. Bạn đang rất gần trong hành trình đạt được cái mục tiêu, cái kết quả của mình. Và may mắn đang ở phía bạn nhá. May mắn đang ở phía bạn và bạn đang rất gần trong cái việc là đạt được mục tiêu, đạt được kỳ vọng, ước mơ của mình. Đó. Với hai cái lá bài này, nhìn chung lời khuyên dành cho bạn là mình không nghĩ bạn cần phải thay đổi điều gì cả. Chưa hết đấy là một cái tin vui đúng không? Bạn không cần phải thay đổi điều gì cả, kể cả cái việc mà bạn, cái ánh sáng và cái khí chất của bạn nó thiêu đốt những người xung quanh. Mình nghĩ đấy không phải là lỗi của bạn. Nên là bạn, kể cả khi bảo là bạn phải trầm mình xuống, bạn không được tỏa sáng nữa, nhưng mà đây là cái khí chất mà bạn bẩm sinh bạn toát ra. Nó không phải thứ mà bạn có thể muốn là trầm nó lại được. Giống như kiểu bây giờ bạn bảo mặt trời là mày đừng có sáng nữa, mày tắt sáng đi một tí. Bạn nghĩ mặt trời nó làm được không? Cái kiểu như thế. Hoặc là bạn sinh ra là người Việt, gốc gác của bạn là người châu Á, và ai đấy chửi vào mặt bạn bảo là mày đừng có là người châu Á nữa, mày đổi màu mắt thành màu xanh rồi tóc vàng đi. Kể cả khi bạn nhuộm và bạn đeo len thì bạn, trong ADN của bạn, bạn vẫn là người châu Á. Kiểu như thế. ADN của bạn là cái ADN nó như thế này. Sinh ra là một con sư tử cô độc. Chúng ta có cụm từ con sói cô độc, thì bây giờ với các bạn tụ một, chúng ta là con sư tử cô độc. Nói chung á, là với hai cái lá Oracle lời khuyên, một cái là bảo là bạn đang sắp hoàn thành, sắp đạt được đến cái mục tiêu của bạn và may mắn đang ở phía bạn, thì mình nghĩ là bạn không cần phải thay đổi thêm nữa, đạt được đến cái vị thế này rồi thì đúng là bạn sẽ trở thành con sư tử cô độc, nhưng mà mình không nghĩ là sẽ thiêu rụi tất cả, sẽ có người chịu được cái sức nóng của bạn và ở bên cạnh bạn, nhưng đó là số ít. Đây là một những thứ mà bạn nên chấp nhận ở bản thân mình. Mình là kiểu người như vậy, mình sẽ có những cái thế mạnh như thế như thế, và điểm không mạnh của mình sẽ là thế này thế này. Thay vì tìm cách hoàn hảo nó, cải thiện nó, cái có những thứ nên cải thiện và có những thứ ta nên giữ nguyên và chấp nhận. Thì mình nghĩ với các bạn tụ một, đây là lúc các bạn nên chấp nhận nhá. Rồi, nói chung là bạn cứ tiếp tục tỏa sáng như thế này thôi. Đấy. Cố gắng là sử dụng cái năng lượng trẻ trâu của mình cho một cái gì đấy nó tốt đẹp hơn cho người khác, cho bản thân. Và đừng quên là bạn là cái người rất nhiều lửa, rất nhiều nhiệt nhá. Nên là nếu không sử dụng đúng cách thì có thể gây ra cháy nhà.
Rồi thì mình mong là các bạn tụ một trong thời gian tới sẽ có những cái thay đổi nó tích cực hơn nhá. Rồi mình sẽ dừng cái trải bài các bạn tụ một tại đây. Bye bye. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người chọn cái này là băng dính. Băng dính có hình, cái này gọi là washi tape đúng không? Nếu mình không nhớ nhớ không nhầm. Washi. Đúng không? Washi đúng không nhỉ? Già rồi nên thỉnh thoảng à, chỉ nhớ cũng hơi vớ vẩn một tí. Rồi trong trải bài lần này nhá, mình sẽ rút mỗi bộ 3, 2 lá cho các bạn, tổng cộng là 6 lá cho câu hỏi là bạn đã thay đổi như thế nào trong quá khứ? Cái sự thay đổi đó là tích cực hay tiêu cực? Lời khuyên dành cho bạn, liệu trong tương lai bạn cần phải thay đổi như thế nào nữa? Rồi, đầu tiên là 2 lá. Hai là tarot. Chúng ta có vua su ái chả. Và 6 ly. Mình thấy có cái bạn thay đổi trở thành một cái người thực tế hơn. Một cái người thực tế hơn. Có thể cái năng lượng trước đây của bạn là 6 ly này này. Đấy. Trước đây bạn vô tư hồn nhiên hơn. Bấy nhiêu, bao nhiêu thì bây giờ bạn thực tế hơn bấy nhiêu. Thực tế này nó không phải là cái kiểu thực dụng nha. Có nghĩa là có thể trước đây bạn không quan tâm nhiều đến tài chính vật chất hay là đi làm. Nhưng bây giờ bạn bắt đầu hiểu được cái ý nghĩa và giá trị của đồng tiền. Hiểu được cái ý nghĩa của việc là có một cái công việc hay có một cái sự nghiệp, hay là có tiền nó quan trọng như thế nào. Có thể trước đây, hoặc cái sự thay đổi này nó đơn giản là việc là bạn ra trường và bắt đầu đi làm. Bạn đối mặt với những cái mặt khốc liệt và thực tế của xã hội, của cuộc sống. Đấy. Bạn thay đổi theo cái cách thực tế hơn. Mình nhắc lại nhá, thực tế không phải là thực dụng nha. Kiểu có thể trước đây bạn là cái kiểu người lý tưởng hóa đi. Nếu mà không nói về vật chất, tài chính thì thế này, bạn là cái kiểu người lý tưởng hóa trong tình cảm đi. Bạn nghĩ rằng mình là công chúa và rồi sẽ có một anh hoàng tử nào đấy cưỡi bạch mã đến đón mình. Đấy, có thể bạn có những cái suy nghĩ như thế, cho rằng cuộc sống nó là màu hồng, tình yêu là màu hồng. Hoặc mình thấy nhá, nhiều bạn khi mà còn đi học năm nhất, năm hai chẳng hạn, nghĩ rằng là cứ chơi đi, cứ hưởng thụ cuộc sống đại học đi, rồi sau này thì nào mình cũng sẽ kiểu như là nghĩ ra một cái viễn cảnh đi làm á, sau này sẽ trở thành một cái người nhân viên văn phòng này, giả sử đấy nhá, cuộc sống đi làm có vẻ màu hồng này, sáng đi làm sau đến trưa thì ăn trưa với đồng nghiệp này, đấy, sau mà tằng tằng mấy năm cứ thăng chức này, để xong nhận lương, xong có lương thì mình bắt đầu đi du lịch này, đúng không? Có thể trước đây bạn nghĩ trong đầu bạn có trong đầu một cái viễn cảnh màu hường như thế về cuộc sống, về tình yêu, nhưng mà bây giờ bạn đã bị ăn hành rồi và bạn biết là hóa ra là không phải thằng nào cưỡi bạch mã cũng là hoàng tử và không phải thằng hoàng tử nào cũng có bạch mã để cưỡi đấy, hoặc không phải công việc nào nó cũng vừa ý, đến trưa là sẽ ăn trưa với đồng nghiệp, có thể sáng bạn đi làm chưa gì bạn vào muộn 5 phút đã bị trừ lương vì đi muộn, xong rồi đến trưa thì bị đồng nghiệp cô lập, nó tẩy chay bắt nạt đấy. Kiểu bạn ăn hành này là ăn hành thực tế và bạn bắt đầu ngộ ra nhiều thứ. Trước đây ngây thơ lý tưởng hóa bao nhiêu, chúng ta có wow tower và 10 ly. Trước đây ngây thơ và lý tưởng hóa bao nhiêu thì bây giờ lại già dặn bấy nhiêu. Cảm thấy là sau khi bị ăn hành như thế này, bạn bạn già đi phải chục tuổi đấy. Mình chắc chắn là có mùi của hành ở đây. Trời, một cái hành to, vài cái hành to vì có lá tower ở đây. Chắc chắn là phải. Bạn đạt được cái giai đoạn này là qua vài lần ăn hành. Hành kiểu đúng kiểu là, đây đúng kiểu vỡ mộng đấy. Cái hành này không phải là bị vũ trụ đá đít do bạn ở trong vùng an toàn, mà cái này là vỡ mộng. Kỳ vọng nhiều, mơ mộng nhiều thì lúc thất vọng nó cũng thất vọng nhiều. Trèo cao ngã đau. Đấy, nhưng không sao.
Ai cũng sẽ có những cái thời điểm như thế này đúng không? Khi mà chúng ta chuyển giao từ cái giai đoạn học sinh thành sinh viên, hoặc từ sinh viên thành người đi làm, hoặc là từ người độc thân chuyển thành người có gia đình. Trong mỗi cái giai đoạn chuyển giao đấy của cuộc sống, chúng ta đều bị sốc, sốc văn hóa, dù ít hay dù nhiều. Nhưng không có nghĩa là bạn sẽ sốc mãi, đúng không? Dĩ nhiên là cái việc chúng ta sốc đó không phải lỗi của chúng ta, nhưng nếu chúng ta để cho cái sốc đó ảnh hưởng đến, ảnh hưởng quá lâu khiến chúng ta tụt dốc nhá, thì đó là lỗi của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên mình thấy các bạn tụ hai sẽ không không sẽ thích nghi rất là nhanh. Sốc thời điểm đầu, phải nói là đây một cú sốc khá là ghê gớm, mang tính sang chấn tâm lý cao, nhưng mà sau sau đó bạn đã trở nên thực tế hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn, và bạn thấy cuộc sống dần dần thấy cuộc sống nó là 10 ly, nó cũng không đến nỗi nào. Và bạn nhận ra là trước giờ chẳng qua là do mình bị tưởng tượng quá đà, mình bị sống lý tưởng hóa thôi, chứ thật ra thì cuộc sống nó cũng không có quá tệ đến vậy. Kiểu quen rồi thì lại thấy rất là bình thường. Lời khuyên dành cho các bạn tụ một, giả sử các bạn đang vẫn bạn nào đang à tụ hai nhá, bạn nào vẫn đang ở cái giai đoạn lý tưởng hóa, giai đoạn ngây thơ đi đấy, chưa bị ăn hành, chưa bị sốc đi, hoặc là bạn nào mà đang bị sốc hoặc vừa bị sốc xong và chưa quen, chưa thích nghi được, thì bạn yên tâm, bạn yên tâm là bạn sẽ vượt qua được cái giai đoạn này. Nhưng mà mình cố gắng, nếu nếu mà muốn cho mọi thứ nó kiểu như là đẩy nhanh quá trình chữa lành á, thì hãy nhớ đến hai từ khóa, đấy là sự linh hoạt. Đối với các bạn tụ hai, chúng ta cần linh hoạt nhá. Hai lá vừa bay ra, đừng có để quá khứ giữ chân bạn lại, và lời khuyên dành cho bạn đây, và cái sự chăm chỉ của bạn rồi sẽ được đền đáp. Ok. Đấy, các cô công chúa của chúng ta hay hoàng tử của chúng ta. Điều đầu tiên á là mình biết là cái hành này hay là cái sang chấn tâm lý này nó ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần rồi sức khỏe của các bạn, nhưng mà chúng ta còn là kế đồ ở đây, đừng có để quá khứ giữ chân bạn lại. Chỉ vì bạn bị bạn bạn là công chúa nhưng bạn gặp một cái anh chàng hoàng tử nhưng không cưỡi bạch mã, hoặc là một anh chàng cưỡi bạch mã nhưng không phải hoàng tử, không có nghĩa là hoàng tử không có thật trên đời. Bạn hiểu ý mình không? Bởi vì bạn ăn hành trong chuyện tình cảm mà lại là cái tình đầu của bạn đi. Đấy, kiểu một cái người trước giờ rất là lãng mạn chuyện tình yêu, lãng mạn hóa chuyện tình yêu, nhưng mà cái tình đầu của bạn lại cho bạn một cái như kiểu vả vào mặt bạn ấy, tạt cho bạn một gáo nước lạnh ấy. Đấy, bạn yêu phải một cái người mới đầu tưởng như hoàng tử, nhưng xong rồi nó cắm cho bạn khoảng 14 cái sừng trên đầu đi. Tại sao 14 nhỉ? Đấy, giả sử thế đi. Đấy, thế là bạn sốc. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tất cả đàn ông còn lại trên thế giới và phụ nữ còn lại trên thế giới là người xấu, đúng không? Thế nên chúng ta mới có lá là đừng để quá khứ giữ chân bạn. Và bởi vì cái công việc đầu tiên khi bạn mới ra trường nó là một công việc rất tệ, bạn bị mọi người tẩy chay, bạn bị sếp bắt nạt, không có nghĩa là ở đâu cũng sẽ như thế. Đã. Chẳng qua là đó là thử thách của vũ trụ thôi. Những người mà càng thích mơ mộng viển vông thì vũ trụ lại bảo: à, mày mơ mộng hả, mày thiếu thực tế hả, cho mày ăn hành nè, ném thử thách vào mặt mày nè. Đấy, đời là như thế mà. Và bạn yên tâm, chúng ta có trăng non ở market, tức là cái sự chăm chỉ của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tức là bạn cứ tiếp tục đi, tiếp tục sử dụng luật hấp dẫn để kêu gọi tình yêu mới đến với cuộc sống, hoặc là tiếp tục đi làm. Nếu mà bạn không thích cái công việc này, cái môi trường này thì bạn nhảy việc, nhưng mà đừng có từ bỏ. Đừng từ bỏ. Ok, bạn chỉ nên từ bỏ cái lý tưởng của bạn về một công việc lý tưởng, về một người yêu lý tưởng thôi, nhưng đừng từ bỏ niềm tin rằng mình sẽ tìm được người phù hợp hay tìm được một công việc phù hợp nhé. Cái phù hợp ở đây nó không chỉ đến từ cái việc là chỗ đó tốt với bạn, mà nó còn đến từ việc bạn thỏa hiệp được với họ nữa. Đấy. Nhưng không có nghĩa là mình để yên cho chúng nó bắt nạt. Thỏa hiệp khác mà cam chịu nó lại khác nhá.
Thỏa hiệp tức là mình đồng ý chấp nhận trong cái mức cho phép của mình. Đấy. Còn nếu mà bạn thấy người ta vượt qua cái mức cho phép của bạn thì bạn được quyền lên tiếng, bạn được quyền bước ra khỏi cái tình huống đó. Thì đó là cái trải bài các bạn tụ 2 rồi. Thế chắc mình sẽ dừng cái trải bài các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối thứ hai, một buổi tối đầu tuần vui vẻ nha. Bye bye. Hello các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người chọn. Cái này là giấy nhớ. Không phải giấy nhớ. Ừ, giấy nhớ, giấy gọi là viết nốt đấy. Hình hoa anh đào màu à? Màu sinh ra trời. Mình sẽ để đồ chọn tụ các bạn ở đây. Với trải bài này mình sử dụng 3 bộ bài. Và mỗi bộ bài mình sẽ rút cho các bạn 2 lá. Cho câu hỏi là bạn đã thay đổi như thế nào so với quá khứ, và cái sự thay đổi này là tích cực hay là tiêu cực. Và lời khuyên dành cho các bạn trong tương lai, bạn nên giữ mọi thứ như thế này hay là cần thêm cái sự thay đổi như thế nào. Rồi rút mỗi bộ bài 2 lá cho các bạn tụ 3. Á chà, vua ly. Mình cảm thấy là hôm nay cả ba tụ đều rút ra được những cái lá vua và nữ hoàng nhá. Tức là cái thay đổi của các bạn, tất cả các bạn đang nghe trải bài, cả ba tụ, vì Empress nữ hoàng đây này, đấy, nó đều là những cái thay đổi đáng kể, không phải thay đổi nhỏ nhá, mà tất cả đều là thay đổi lớn, thay đổi tích cực. Và cái thay đổi dành cho các bạn tụ 3 chính là tình yêu. Từ khóa dành cho các bạn chính là tình yêu. Ok, có thể đơn giản thôi, không nhất thiết là bạn có người yêu, mà nó là cuối cùng thì bạn cũng đã học được cách yêu bản thân. Vua Ly và The Empress nữ hoàng ở đây. Cuối cùng thì bạn đã học được, bạn đã biết thế nào là tình yêu đi. Đấy, cuối cùng bạn đã học được cái cảm nhận, cái cảm giác đúng đắn về tình yêu. Đấy. Có thể trước đây mình không yêu bản thân, mình không biết cách đối xử tốt với bản thân. Và bạn cần phải hiểu là bạn phải biết cách yêu bản thân đã, trân trọng bản thân đã thì bạn mới biết cách yêu người khác. Còn nếu bạn vẫn chưa trân trọng bản thân á, thì bạn sẽ thấy là mình luôn bị thu hút, hay là mình luôn ở trong một cái mối quan hệ nó rất là toxic, độc hại, và người ta đến để làm khổ mình. Tưởng tượng như là thế này, bạn không trân trọng bản thân, bạn tự ti, lòng tự trọng thấp, bạn sẽ thể chẳng nghĩa chứ bạn thể thể điếu nào đi, bạn cũng trong một cái mối quan hệ với những cái người chỉ trích bạn, coi thường bạn, khiến cho lòng tự trọng của bạn đã thấp nay còn thấp hơn. Đó, các bạn confirm lại với mình cho xem có đúng không. Đó, khi cái giây phút mà bạn bắt đầu biết cách trân trọng bản thân mình rồi, bạn tự tin hơn, bạn biết mình là ai rồi, thì nó cái điều đó nhá, nó ảnh hưởng đến việc bạn chọn tình yêu, bạn chọn người để yêu, bạn chọn bạn trai, bạn gái, bạn chọn bạn đời. Khi bạn biết trân trọng mình rồi, bạn sẽ chọn những đối tượng mà cũng sẽ trân trọng bạn. Đấy. Còn khi mà bạn tự ti rồi, bạn lòng tự trọng thấp, thì bạn sẽ chọn những cái đối tượng mà coi thường bạn. Đấy. Thì đây, thì thế nên là ở đâu các reader hay là trên mạng bây giờ lúc nào cũng ra giả về cái việc là phải biết yêu bản thân là vì thế. Nói chung là chưa biết coi trọng bản thân thì đừng có mong người khác coi trọng mình. Được chưa? Đấy, đánh giá này, judgment nói về đánh giá, tái phán xét. Nhưng có thể bây giờ bạn đã bắt đầu biết cách đánh giá tình huống rồi và muốn kiếm. À, bạn không còn là cái đứa, tức là thế nào nhỉ? Bạn đã từng là một cái người, cảm giác nha, bạn đã từng là một cái người rất là thiếu lý trí, sống và hành động theo bản năng. Thế nên là mới đâm đầu vào các mối quan hệ không ra gì chứ. Nhưng bây giờ bạn đã bắt đầu yêu bản thân hơn này, biết cách đánh giá lại này, cái gì đúng, cái gì sai, biết cách nói không rồi đấy. Đấy, trước đây thì có thể là sống để làm hài lòng người khác, sống và nghĩ rằng là à, mình càng làm hài lòng người khác thì giá trị bản thân mình càng được tăng. Nhưng không phải, bạn càng như thế thì mọi người lại càng lợi dụng bạn. À, mọi người lại càng lấn tới. Nhưng bây giờ bạn đã có cái boundary rõ ràng, bạn đã có cái gì nhỉ? Cái từ đấy gọi là gì nhỉ?
cái giới hạn đi. Ừ, giới hạn rõ ràng. Cái gì mà người ta có thể làm được với bạn, nói được với bạn, bạn chấp nhận, và cái gì không. Và bạn chỉ cần thấy họ hơi mon men bước qua cái giới hạn đấy thì bạn sẽ dằn mặt. Đấy, trước đây thì có thể là bạn sợ, bạn không dám dằn mặt. Bạn sợ bạn gọi là dằn mặt thì hơi ghê gớm quá, chỉ là bạn không dám lên tiếng. Trước đây bạn không dám, bạn để cho người ta muốn làm gì thì làm. Để đến khi mà người ta coi thường, xúc phạm bạn quá rồi, bạn không chịu được nữa, thì bạn lại bắt đầu có thể ngửa mặt lên trời và hỏi: ô, tại sao mọi người đối xử với tôi như thế? Tôi tốt với mọi người, tôi chiều chuộng mọi người, mà tại sao mọi người lại coi thường, lợi dụng tôi? Ừ. Đó một phần là do bạn, đúng là có thể do họ là bản chất là người xấu thật, nhưng một phần là do bạn không coi trọng cái giới hạn của bản thân. Đấy. Nhưng bây giờ bạn khác rồi, bạn yêu bản thân này, bạn biết ngừng lại một chút để đánh giá tình hình và phân tích tình huống xem là với cái tình huống này thì mình nên làm gì. Ừ. Trước đây thì bạn hơi sống theo bản năng một chút, ví dụ như là giả sử bạn là con người cố gắng làm hài lòng người khác đi. Người ta rủ bạn đi chơi với một cái nhóm bạn không thích nhưng mà không dám từ chối, không nỡ từ chối, bạn đồng ý. Nhưng bây giờ bạn bắt đầu suy nghĩ lại là trong cái nhóm đấy có cái đứa mình không thích và cũng có cái đứa mà nó ghét mình, nó đã từng chửi mình không ra gì, vậy mình có nên đi không? Câu trả lời là không, thì bạn sẽ nói không. Bây giờ bạn cũng đã học được cái cách kiên nhẫn hơn ngày xưa. Chúng ta có bốn kiếm ở đây. Bạn không còn lúc nào cũng phải trong trạng thái là làm một cái gì đấy nữa. Bạn biết cách chậm lại một chút, hưởng thụ cuộc sống. Cái hình ảnh cái cô gái trong lá bốn kiếm, cô ấy đang ngủ á, nhưng mà bạn thấy gương mặt của cô ấy ngủ trong đau khổ hay là ngủ trong hạnh phúc, ngủ mãn nguyện đúng không? Tức là cô ấy ngủ ngon, thì giống như bạn á, một là cái giấc ngủ của bạn thể bây giờ ngon hơn, hoặc là nói một cách đơn giản là bây giờ bạn không còn sồn sồn như ngày xưa nữa, bạn biết cách chậm rãi hưởng thụ cuộc sống và bạn thích cái phong cách sống chậm như thế thế này. Ừ, kiểu trước đây có thể nghĩ rằng là sống thì lúc nào cũng phải làm một cái gì đấy, phải cố gắng học thật giỏi này, cố gắng tham gia hoạt động xã hội này, cố gắng đi làm từ thiện này, ra trường là phải có một cái công việc rồi phải thăng chức nhanh hơn bạn bè này, đấy kiểu như thế. Ôi, sau đó là không không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mà cố gắng làm hết việc này việc kia, phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt này. Đấy, phải đi tham gia các buổi tiệc tùng này để thể hiện ra mình là con người quen biết rộng này. Kiểu trước đây hơi hơi có cái kiểu là không biết mình là ai, nên là nghĩ rằng là mình đạt được mọi thứ hơn người thì mình sẽ là cái người thành công. Nhưng xong không phải. Đấy, không phải. Nhưng bây giờ thì bạn đã hiểu rồi, biết cách yêu thương trân trọng bản thân rồi, biết thế nào là yêu rồi. Yêu ở đây nhá, yêu bản thân, yêu người khác và yêu cuộc sống này. Ừ. Thì đó là cái sự thay đổi lớn nhất của các bạn tụ ba so với trước đây. Lời khuyên dành cho các bạn: tin vào những điều không thể, ái chà, trăng xanh, ái chà. Đây là thời gian để chữa lành đấy, như mình nói rồi. Có thể là bạn đã xong, bạn đã gọi là chán chán chê với cái giai đoạn bốc đồng, cái giai đoạn mà sống nó cứ hơi sồn 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 rồi đấy, phải làm này phải làm cái kia rồi, thì đây là cái thời gian để bạn chững lại một chút, chữa lành cho bản thân. Có thể là qua cái giai đoạn tuổi trẻ này, bạn không chỉ làm sao nhỉ, không chỉ bị kiệt quệ về mặt tinh thần mà có thể là có những cái dấu hiệu của bệnh tật nữa, kiểu như là tiệc tùng quá nhiều này, chỉ để chứng minh một cái điều gì đấy là tôi nhiều bạn chẳng hạn, hoặc là làm việc quá nhiều chỉ để chứng minh một cái điều gì đấy tôi là cái công dân có ích cho xã hội đấy, và thế là nó ảnh hưởng cả đến sức khỏe lẫn tâm lý. Thì đây là cái thời điểm để chữa lành nhá, cả sức khỏe lẫn tinh thần và tâm sinh lý của bạn. Và cái thứ hai á là tin vào những điều không thể. Ừ. Tin vào những điều không thể, có một cái cảm giác như là tụ ba này vừa có một cái sự thức tỉnh tâm linh, hoặc là vừa trải qua, và đây là cái giai đoạn bạn đang chữa lành trước khi đến với cái mục tiêu tiếp theo, cái chương mới trong cuộc sống của các bạn, và cái chương mới này có thể nó sẽ rất khác so với trước đây. Ví dụ là trước đây đang làm nhân viên ngân hàng,
có một cái vị nhờ những cái năm tháng mà bạn chăm chỉ học tập, chăm chỉ tham gia hoạt động xã hội, chăm chỉ làm đẹp CV mà bạn bây giờ trước đây cho đến gần đây thì bạn vẫn là một cái kiểu trưởng phòng ở một cái ngân hàng nào đấy đi. Có nghĩa là bạn có chức có quyền, được chưa? Nhưng bạn từ bỏ tất cả để về quê ở ẩn một thời gian vì bạn cảm thấy là cả tinh thần lẫn sức khỏe kiệt quệ. Đấy, mình đang giả sử cái ví dụ của tụ bà nhá, để các bạn dễ hiểu. Là trước đây bạn đạt được cái này cái kia nhưng bạn từ bỏ hết để chữa lành. Và sau cái thời điểm chữa lành, bạn bắt đầu có những cái mục tiêu nó mới, nó khác hoàn toàn. Bạn không theo đuổi cái công việc trước đây bạn làm nữa, ngân hàng nữa, và có thể bây giờ bạn muốn làm tarot reader. Hoặc bạn đơn giản là bạn muốn về quê trồng cây nuôi gà. Đấy, bạn muốn sống một cái cuộc sống tự cung tự cấp. Trước đây bạn quan tâm nhiều đến vật chất, tài chính, địa vị xã hội, các mối quan hệ nhiều bấy nhiêu, thì bây giờ bạn chỉ muốn sống một cuộc sống nó thanh tịnh hơn. Đấy, mới đầu thì có thể bạn sợ là mình trồng cây nuôi gà như vậy thì tiền đâu ra? Nhỡ mà cây nó chết hết, gà nó chết hết thì làm sao? Đấy, thì thế nên bài mới có cái lá hiện lên, cái lá là hãy tin vào những điều không thể. Bạn sẽ làm được. Cái chương mới này của bạn, bạn sẽ làm được, bởi vì bạn không còn là con người của trước đây nữa. Thứ nhất là bạn đã hiểu bản thân hơn, bạn yêu bản thân hơn, bạn biết mình là ai, bạn biết bình tĩnh để đánh giá, suy xét vấn đề. Và bây giờ bạn ra quyết định qua một cái đầu lạnh, chứ không còn ra quyết định qua cái trái tim nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ nữa. Đấy, bạn khác xưa rồi, thì nên là bạn cũng sẽ phải làm những điều khác ngày xưa thôi. Đấy, không còn là con người của trước đây nữa. Có thể nói trong ba tụ thì tụ này là cái tụ thay đổi nhiều nhất mà toàn diện nhất này. Ừ. Rồi, thế chắc mình sẽ dừng cái trải bài các bạn tụ ba tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Chúc các bạn tụ ba trong thời gian tới sẽ có những cái bước đi đầu tiên trong cái kế hoạch mục tiêu mới của các bạn nha. Bye bye.